Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái này là chúng ta tự làm được nha. Đây, phí nhất là được phí là 300 ngàn. Thứ hai là được tặng một cái công nghiệp các chị đóng thay vì chịu được cái này con. Bản nghe rất là khỏe. Bây giờ mấy cái cơn máu gần như là tan biến hết. Mình muốn hay để học, nếu chúng ta học sáng, nếu chúng ta học sáng, bây giờ cái tay bả dịu dàng hơn. Bả nói hồi trước là cái tay bả bị chết, bị lạnh chết, cái gân nó chết, nhưng mà bây giờ nhẹ nhàng. Et vous dites qu'est-ce que vous avez eu avant et après? Je m'appelle Yet et Oosterling et je suis en Belgique. Bà tên Western đi từ Belgique qua. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Ici, en trois ans, très mal, ça fait mal, je ne peux pas bien marcher. Oui. Et le monsieur a fait ça et maintenant c'est beaucoup mieux. Je peux marcher sans douleur. Bà trước đây đi đứng khó khăn và bị phù chân, máu nổi lên, thì sau khi được bấm huyệt thì bây giờ bà thấy nhẹ nhàng và đi đứng thoải mái. Oui. Cảm ơn. Merci. Xin một tràng pháo tay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.